Tập 19. Đó là vì sao người miền Nam giàu có hơn chúng ta? Bởi vì họ rảnh rỗi thì thích uống trà. Lúc uống trà, ai cũng cảm thấy bản thân mình rất nghèo khó, nên cùng trà bàn bạc chuyện buôn bán. Còn chúng ta thì thích uống rượu. Chỉ cần dính tới rượu thì cảm thấy bản thân là hoàng đế. Sau đó liền ăn nói diễn dông, về nhà nằm xuống là ngủ, ngày mai thức dậy tiếp tục uống. Sao mà thành công được? Nếu không sao lại có câu vạn trượng hồng trần ba chén rượu, thiên thu đại nghiệp một bình trà. Nhiều năm không gặp, chính trực chí khí không thấy, nhưng mà trình độ văn hóa càng ngày càng cao. Làm ăn nhỏ không có văn hóa thì thiệt, bây giờ bổ túc được chút nào hay chút đó. Thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu không sao lại nói anh có bản lĩnh hơn tụi tôi. Có bản lĩnh hơn nữa cũng không địch nổi sự nghiệp mà hai chúng ta bắt tay cùng xây dựng. Tôi đã thương lượng xong với giám đốc Quan rồi. Bên phía quán bar chúng ta sẽ phụ trách nhập hàng. Đương nhiên nghề này của chúng ta cậu cũng biết đó, gian thâu lẫn lộn, khó tránh khỏi có đủ loại hạng người đến kiếm chuyện. Dưới trướng của giám đốc Quan có nhiều đàn em, thế nên trong đội ngũ phục vụ có thể sắp xếp thêm một vài anh em của chúng ta. Như vậy thì cũng đảm bảo vấn đề an toàn, phải không? Đồng ý. Vậy hôm nữa tôi sẽ dành ra cho hai người một căn phòng để làm phòng làm việc. Nè Quân, không cần phiền phức đâu, tôi tự do quen rồi. Hơn nữa bên ngoài cũng có việc làm ăn khác, thật sự quá bận rộn. Như vậy đi, tôi không ở lại chỗ của cậu lâu dài. Năm bữa 10 hôm tôi lại ghé một lần được không? Cho nên bên quán bar vẫn là do cậu quyết định. Cứ để cậu đứng tên trên giấy tờ đi. Được. Đầu tiên cảm ơn hai người đã tin tưởng tôi. Nhưng dù sao cũng là chuyện kinh doanh, nên có vài lời tôi nhất định phải nói trước. Chuyện vi phạm pháp luật, tôi hy vọng nó không xuất hiện ở đây. Mong hai người tự trọng, cũng chuyển lời xuống mấy anh em của mình. Điểm này tôi đồng ý. Không phép tắc thì không nên chuyện. Con người của tôi chỉ cầu tài chứ không bán mạng. Tôi cũng đồng ý. Được. Vậy thì chúng ta xem như đã đồng hội đồng thuyền rồi. Tôi cảm thấy tương lai của quán bar này sẽ rất sáng lạn. Chỉ cần kinh doanh tốt, sau 2 năm chúng ta sẽ phân quán trà, disco và club. Tiền thì luôn có, không sợ kiếm không được. Nè Tiểu Quân, không thể không nói, cậu làm nghề này quả thật là có mắt nhìn xa trông rộng đó. Nếu biết trước kinh doanh quán bar tốt như vậy, ban đầu khổ cực kiểu nào tôi cũng phải bước một chân vào đây. Đừng nói như vậy, tôi đã đề xuất hợp đồng rồi. Mọi người về xem qua đi. Nếu như không có vấn đề thì chúng ta sẽ ký kết. Được, có câu nói này của cậu tôi an tâm rồi. Vậy thì bên tôi đây sẽ lấy trà thay rượu. Kính cậu. Chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tiêu Tiểu Quân, đây không phải là Lộ Lộ sao? Được, nếu Tiểu Quân đã có khách tới, vậy thì chúng ta để sau rồi bàn tiếp. Đi thông thả nha. Sao rảnh rỗi mà tới đây vậy? Muốn gặp anh, ngày nào cũng rảnh rỗi hết. Gần đây em có tham gia một bữa tiệc sinh nhật, quen biết rất nhiều người làm trong kinh doanh. Bọn họ rất thích chơi bời. Chút nữa em đưa họ tới quán bar của anh nha. Cảm ơn. Đám người lần trước cô giới thiệu đã tới đây rồi. Hơn nữa còn rất thoáng tay, trở thành khách VIP. Mấy người bọn họ đều có một điểm chung, đó chính là không thiếu tiền. Anh tuyệt đối đừng vì nể mặt em mà giảm giá cho họ. Nếu có thể lấy 1.000 thì anh tuyệt đối đừng lấy 800. Đó gọi là lấy của người giàu chia cho người nghèo. Được. Cô nói xem, cô đã nỗ lực giúp tôi trong việc làm ăn như vậy, thì sau này có phải tôi nên trích cho cô một ít phần trăm không? Anh bỏ cái giọng điệu của kẻ mới giàu đi. Ai mà thèm chấp mấy cái chuyện vụn vặt đó. Đợi hôm nào tâm trạng của chị Lộ đây không tốt, muốn uống rượu thì anh cho em tới đây uống rượu là được rồi. Không vấn đề. Mà sao cái tên Quan Kiệt đó với Quách Hải Bình lại tới đây? Gần đây sao anh lại qua lại với họ chứ? Bọn tôi hợp tác cùng làm một vụ làm ăn. Nè Tiểu Quân, hai người đó thực sự không có gì tốt đẹp đâu. Anh nhất định coi chừng đó, đừng để bị lợi dụng. Biết rồi, tôi đã có tính toán. Uống gì tôi đi rót cho. Mojito. Anh Bình,
Chất lượng của loại này cũng khá tốt. Chú ý về phần nguyên liệu cho tôi. Anh Vinh yên tâm đi, nguyên liệu bọn em tìm đều là loại tốt nhất trên thị trường. Mấy tên nhóc các cậu đừng có dớ dẫn với tôi đó. Anh Vinh, lừa ai chứ lừa anh bọn em không dám. Ai cũng biết phong cách làm ăn của anh rồi, bọn em đâu có dám làm ăn dớ dẫn. Vụ làm ăn này nếu muốn được làm ăn lâu dài thì nhất thiết phải nghiêm túc, không được làm qua loa. Hàng hóa đã kiểm kê xong chưa? Dạ xong rồi, chút nữa sẽ dựa vào địa chỉ anh đưa mà gửi đi. Được, kêu các anh em cẩn thận một chút, đừng có làm đổ dở đó. Dạ, và tụi em đi làm việc nha. Chào chị dâu. Hải Bình, sao em lại tới đây? Vào ngồi đi. Lâu lắm rồi không gặp anh. Biết anh bận rộn nên mẹ của em có gói ít bánh kẹo mang qua cho anh. Vẫn là vợ tốt dành nhất. Dạo này làm ăn vẫn tốt chứ? Vẫn rất tốt. Nếu như lần này mua bán thành công, dù là kiếm được cũng kha khá. Có bận nữa thì cũng phải ăn cơm đúng giờ, đừng để mệt đó. Được, em yên tâm đi. Ngửi mùi có vẻ thơm quá. Chúng ta ra ngoài ăn đi. Trong này có vẻ khá bụi bặm. Được. Sao rồi? Chào anh Kiệt. Anh Kiệt, anh đúng là dự việc như thường. Thằng nhãi Quách Hải Bình đó mũi còn thính hơn cả chó. Cũng may mà chúng ta chuẩn bị kỹ trước. Chuẩn bị chút nhãn hiệu hàng hóa cho hắn kiểm tra đúng là không dễ dàng. Hàng lậu đã chuẩn bị xong hết rồi. Chúng mày nhìn tao làm gì? Mau gửi tới địa chỉ mà hắn đưa đi. Anh yên tâm đi anh Kiệt. Có ngon không? Thực sự rất ngon. Sau này ngày nào em cũng làm cho anh ăn nha. Ham ăn đến thế là cùng. Đã bao lâu rồi anh không ăn uống tử tế? Hải Bình à, vừa rồi em thấy mấy người đó cứ cảm thấy kỳ lạ làm sao đó. Hiện giờ anh đang buôn bán cái gì vậy? Em nhìn em đi, chưa gì mà đã cuốn lên như vậy rồi. Anh làm việc rất có nguyên tắc, nếu không tử tế nhất định anh sẽ không làm đâu. Anh làm việc chung với Quang Kiệt, trong lòng của em cảm thấy không yên tâm. Dù sao thì anh ta cũng không đơn giản. Anh đừng để bản thân mình bị cuốn theo đó. Đình à, bây giờ anh đang nỗ lực như vậy, chính là muốn em được yên tâm, được hạnh phúc. Liệu anh có thể làm những chuyện khiến cho em lo lắng được sao? Là em lo lắng cho anh thôi. Em đừng có lo quá. Chuyện làm ăn của bọn anh là đứng đắn, buôn bán đàng hoàng, tuyệt đối không dính dáng tới mấy thứ trộm cắp lăng nhăng. Tiền kiếm được đều nhờ sức lao động mà có, đừng có lo gì nữa. Là em cảm thấy, anh xem đi, người nhà của em bây giờ cũng không phản đối tụi mình qua lại với nhau. Em không muốn là xảy ra thêm chuyện rắc rối. Dạo này anh đi từ sáng tới tối, tới mức không thấy bóng dáng đâu hết. Trong lòng em cảm thấy không an tâm. Có gì mà không an tâm chứ? Dạo gần đây anh đang hợp tác làm ăn với quán bar của Tiêu Tiểu Quân, cho nên cũng khá bận. Em coi bây giờ anh ra sức cố gắng như vậy, không phải để sau này chúng ta có những ngày tháng tốt đẹp sao? Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Dạo này Triệu Tam có tới làm phiền em nữa không? Anh nói gì vậy? Cái gì mà làm phiền chứ? Nói gì thì nói, anh Triệu Tam đó cũng giúp gia đình em rất nhiều rồi. Gần đây em không liên lạc với anh ấy, nhưng mà nghe nói anh ấy ra nước ngoài rồi. Phải rồi Hải Bình, hôm đó mẹ em có nói em trai của em nó cũng không còn nhỏ, nhưng mà vẫn chưa đâu vào đâu. Ba của em nhờ người tìm việc cho nó, vậy mà nó không chịu làm. Mẹ muốn hỏi chỗ của anh có việc gì thích hợp cho nó làm không. Chỗ của anh sao? Việc thì có đó, nhưng mà đều không hợp với cậu ấy. Vừa vất vả, lại vừa không kiếm được tiền, lại còn vô cùng mệt mỏi.
Không phải chỉ là bán rượu thôi sao? Để cho nó chất giả một chút cũng tốt. Nó đi cùng với anh em cũng yên tâm hơn. Dù sao thì công việc cũng không phù hợp với cậu ấy lắm. Không thì như vậy đi, anh sẽ để ý cho Lưu Cương. Khi nào có việc gì tử tế, thoải mái một chút và kiếm được nhiều tiền một chút, anh sẽ gọi cậu ấy, em thấy sao? Được. Anh mau ăn đi. Anh còn chưa ăn thịt nữa kìa. Đừng có chỉ nhìn một mình anh ăn. Em cũng ăn đi. Em ăn rồi, em mang tới cho anh đó. Nguội rồi phải không? Chưa, vẫn còn rất ấm. Cậu mau đánh đi chứ. Không phải quả số 5 đánh thẳng một đường là qua sao? Nè em trai, em có biết chơi không vậy? Nhìn đi, anh sẽ dạy cho cưng thế nào là chơi bi-a. Chủ yếu là nhờ cảm giác. Làm sao để có được cảm giác là cậu phải nghe nhạc đó. Nhạc không đúng bài để anh đổi bài khác. Anh Tiểu Quân, đây là anh Quân của tôi. Anh Quân, mở hai chai bia ra đây. Đừng, không uống đâu, còn phải lái xe. Cậu ra kia chờ đi. Anh nói chuyện với anh Quân một chút. Anh Quân, đánh giải phát đi. Lâu lắm rồi không chơi, lạ hết cả tay. Sao rồi, tìm anh có chuyện gì? Không có gì đâu, chỉ là nhớ anh thôi. Không có chuyện gì sao? Vậy thì anh đi nha, đừng mà có chuyện đó. Em nghe nói anh mở quán bar. Em muốn làm việc cho anh. Nhưng mà anh nghe nói, không phải bố của cậu đã tìm cho cậu một công việc ở khách sạn lớn sao? Đó là công việc gì chứ? Là canh cửa, như là con chó vậy. Khác biệt duy nhất của em và chó chính là nó ngồi còn em thì đứng. Vậy thì cậu tới quán điểm tâm sáng của nhà cậu phụ việc cũng được mà. Làm điểm tâm là việc của đàn ông làm sao? Anh, ước mơ cả đời của em chính là cùng một người đàn ông có thể làm chuyện đại sự. Anh chính là người đàn ông đó. Cậu đừng có nói nịnh nọt nữa. Cậu tưởng tiền của anh đây dễ kiếm sao? Thứ nhỏ không chịu cực khổ làm sao kiếm tiền? Em có thể chịu khổ, chỉ cần em theo anh thôi. Thật ra em muốn tìm công việc mình muốn làm. Còn công việc bố em tìm cho em, em làm cả tháng cũng không đủ mua một bao thuốc. Bây giờ hối hận ngày xưa không chịu học hành đàng hoàng phải không? Phải đó. Bây giờ em không có văn hóa, không có học lực. Muốn tìm một việc tốt rất là khó. Không phải em nói anh đâu. Bây giờ nhìn thấy nhân dân tệ là mắt của em sáng trở lên. Không tin anh đưa một tờ ra đi, để em xem, sáng lắm đó. Cậu tới chỗ của anh làm không phải không được. Nhưng mà cậu làm gì đây? Làm gì cũng được hết. Chỉ cần theo anh thì làm gì cũng được. Anh kêu em sang trái, em sẽ không sang phải. Anh à, anh không phải không biết. Bố mẹ em bây giờ xem em không ra gì hết. Chị của em tìm công việc tốt như vậy, lương lại cao. Bây giờ họ xem em giống như là con ghẻ vậy. Được, anh có thể đồng ý. Nhưng mà anh phải nói trước, cậu phải làm cho tốt vào, đừng tạo phiền phức cho anh. Em bảo đảm. Anh yên tâm đi, sau này quán bar của anh chính là quán bar của em. Không không, em không phải có ý đó. Ý của em muốn nói, sau này em sẽ xem quán bar của anh như là nhà của em, giúp anh quản lý thật tốt. Được, vậy thì để anh suy nghĩ trước. Anh có việc rồi, đi trước đây. Anh à, ngày mai em đi làm luôn nha. Alo, em yêu, đang làm gì vậy? Em chuẩn bị dùng cơm với bố mẹ. Ra ngoài ăn sao? Phải đó. Lưu Cương không phải đã tìm được công việc rồi sao? Mẹ em muốn ra ngoài ăn mừng. Vậy mà em không nói sớm. Thì gia đình của em, anh không phải nên thể hiện chút gì sao? Đúng lúc anh đang có việc ở ngoài. Nếu không đến thì có thất lễ không? Thật ra thì em cũng mới biết thôi. Đáng lý ra em định ăn cùng đồng nghiệp, nhưng mà mẹ gọi điện tới cho em. Không sao đâu, anh bận việc thì đi đi, đừng làm lỡ việc. Mọi người ăn cơm ở đâu? Hay là chờ anh một chút, ăn xong anh tới đón mọi người. Nhà hàng ở gần nhà em đó. Được, vậy thì để anh xem nha. Tạm biệt. Sao Lưu Đình vẫn còn chưa tới? Tới rồi kìa. Chị, con bị kẹt xe. Không sao đâu, mọi người cũng vừa tới. Sao anh lại ở đây? Mẹ cố tình mời giám đốc Tiêu tới đây đó. Con bé này, cái tật đi trễ cũng không sửa sao? Giám đốc Tiêu chờ con cả buổi rồi đó. Cô Hà,
Cô cứ kêu con là Tiểu Quân đi, đừng có gọi giám đốc Tiêu này nọ, con ngại lắm. Cô kêu con là giám đốc Tiêu đâu có sai. Con tuổi còn trẻ như vậy lại có địa vị, vừa kinh doanh thời trang vừa mở quán bar. Bây giờ cô ra ngoài thường hay khoe với người ta con chính là học sinh do cô Hà Tịnh đây dạy. Mặt của tôi có phải sáng rỡ hơn không? Chủ yếu vẫn là do cô Hà dạy giỏi. Quân à, công việc của Lưu Cương phải nói là cảm ơn cháu. Đứa nhỏ nhà chú, thật ra thì nó tới chỗ của cháu thì cháu nhớ chăm sóc nó một chút. Dạ không sao đâu, chú đừng nói như vậy. Lưu Cương vốn là một đứa thông minh, hơn nữa chúng ta đều là người nhà, nó tới chỗ của cháu làm việc cũng yên tâm hơn. Phải đó bố, bố phải học hỏi anh Quân nhiều vào, phải khen con nhiều một chút, không phải cứ chê con hoài là được đâu. Con sắp mặc cảm chết rồi đó. Con coi con đó, được voi đòi tiên. Chuyện Lưu Cương tới chỗ của Tiểu Quân làm gì, chỉ mình con không biết thôi sao? Không phải bây giờ con cũng biết rồi sao? Em trai của con tới quán bar của Tiểu Quân làm việc, mẹ và bố đã đỡ được gánh nặng rất lớn trong lòng rồi. Này Lưu Cương, anh Quân cho con cơ hội tốt như vậy, con không được gây chuyện đó. Bố yên tâm đi, anh Quân có quan hệ gì với chúng ta chứ? Là anh rể trước đây của con mà không phải sao? Anh rể, anh yên tâm, em nhất định sẽ làm việc thật tốt, không làm mất mặt anh đâu. Được rồi, cậu nói như vậy thì anh cũng yên tâm. Nào, cô Hà, một chút nữa để con đưa mọi người về nhà. Không cần, không cần, con uống rượu không lái xe được đâu, không an toàn. Phải đó, chúng tôi tự về là được rồi. Tôi uống có chút rượu thôi mà đầu đã đau rồi, chúng ta về trước đi được không? Được, vậy mấy đứa cứ ngồi đi nha, chú phải về nằm một chút. Mấy đứa cứ ngồi đi. Dạ dạ. Đi thôi, đi gọi xe nhanh lên. Dạ, mau lên. Phải rồi, em phải đi gọi xe đi. Mọi người đi thông thả nha. Được rồi. Không tiễn nha. Em đi nha chị. Tạm biệt. Chuyện công việc của Lưu Cương, cảm ơn anh nha. Không có gì. Chỗ của anh cũng đang thiếu người, cậu ấy tới cũng giúp được việc. Người ngoài thì anh không tin tưởng lắm. Em cũng không biết là nó sẽ đi tìm anh, khiến cho anh thêm phiền phức rồi. Đừng có nói như vậy. Em sao rồi? Gần đây công việc có thuận lợi không? Cũng chỉ mới bắt đầu thôi, vẫn chưa quen lắm. Bây giờ thì thích ứng được rồi. Đồng nghiệp đối với em cũng rất tốt, tính cách của em tốt, đến đâu cũng sẽ thích ứng được thôi. Nếu như anh nói trước đi. Không đâu, anh định nói nếu như chiều nay em không bận chuyện gì, có thể đi uống trà cùng được không? Không cần đâu, Hải Bình lát nữa sẽ tới đón em. Được rồi, bạn trai quan trọng hơn mà. Hai người vẫn tốt chứ? Vẫn rất tốt. Tốt là được. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì em đi trước đây. Được. Tạm biệt. Nhìn em, một người từng thân thiết tới như vậy, tất cả mọi thứ trong quá khứ cứ như một giấc mơ. Bây giờ cho dù trong lòng có giả vờ không nở tới đâu, cũng chỉ có thể thầm lặng dõi theo em, yên lặng vẫy tay tạm biệt. Muốn em được hạnh phúc nhưng lại sợ em được hạnh phúc. Chúng ta biến thành những người lạ mà lại thân quen trên thế giới này.
có người khóc đỏ que đôi mắt. Hát khúc ca Định Tình của họ. Thật lòng xin lỗi, đã nhắc đến quá khứ đau lòng của em. Đám đàn ông tan việc không về nhà. Mười mấy người trong quán karaoke hát về hồi ức thanh xuân đã bị gió cuốn đi mất. Nói rằng bây giờ còn gì để chúng ta quan tâm nữa đâu. Bài hát của Nam Nhân, hát cho ai nghe đây? Bài hát tiếp theo liệu có? Tiểu Quân, anh làm sao vậy? Uống rượu sao? Không sao. Sao lại uống nhiều như vậy? Anh có gì không vui sao? Tôi hỏi cô. Cô nói coi, khoảng cách xa nhất trên thế giới này là gì? Là anh ở trước mặt em nhưng lại không biết em yêu anh. Không phải đâu. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này là hai người rõ ràng yêu nhau nhưng mà lại chia tay. Sau khi chia tay lại biến thành hai người xa lạ. Quên một người sao lại khó tới như vậy? Em biết. Em biết chứ. Tỉnh rồi sao? Em vừa mới mua đồ ăn sáng cho anh. Anh ăn đi cho nóng. Hàn Lộ, đêm qua chúng ta... Anh cưới em đi. Hả? Nói giỡn với anh thôi. Nhìn anh sợ chưa kìa. Hàn Lộ, tôi... Rồi, đừng nghĩ từ ngữ từ chối em nữa. Em vẫn còn biết cách cư xử. Em có nhiều người theo đuổi nên không tôi tưởng tới anh nữa đâu. Thời gian gần đây thúc ép em làm nhanh bản thiết kế, vất vả cho em rồi. Chuyện nên làm thôi. Bây giờ cuối cùng cũng hoàn thành, em yên tâm hơn. Công ty đánh giá cao năng lực của em. Lần này chúng tôi có dự án mới, hợp tác với nhà máy phục trang. Hy vọng là em sẽ tham gia cùng, phát huy được tài năng thiết kế của em. Cảm ơn giám đốc Dương, em sẽ cố gắng. Được rồi, chiều nay có cuộc họp. Nếu không chị với em sẽ cùng tới nhà máy một chuyến. Không cần đâu, chị cứ để em đi, em tự đi được rồi. Có mang dù theo không? Nghe nói chiều nay thời tiết có mưa đó. Dạ không sao, dù sao cũng có xe đưa đón. Em đi rồi sẽ về ngay. Được. Vậy đi đi, em đi trước đi.
Đi đi. Được rồi, quản đốc Tôn, tôi về đi. Anh cho công nhân sản xuất theo đúng thiết kế nha. Được được, giúp giả cho cô nhà thiết kế Tiểu Lương. Cô coi đó, để cô đi từ xa tới đây. Hay là như vậy, tôi mời cô bữa cơm đạm bạc nha. Không phiền anh nữa, tôi về thành phố còn chuyện cần phải giải quyết, lần sau nha. Được rồi, vậy tôi tiễn cô ra xe. Cảm ơn anh. Được, đi thôi. Quản đốc Tôn, bao giờ thì ông trả tiền lương cho chúng tôi? Bao giờ thì trả tiền lương? Các người làm gì vậy? Tôi vừa nói cho ông rồi, bao giờ trả tiền lương mồ hôi cho chúng tôi? Từ Nhi Cường, sao lại là cậu? Rốt cuộc thì cậu có thôi đi không? Tôi nói cho cậu biết, tôi đang có khách đó. Mau tránh ra hết cho tôi. Có khách đúng không? Có khách. Nào anh em, chặn xe lại cho tôi. Không cho ai chạy đi đâu hết. Không trả tiền thì chúng tôi không đi. Trả tiền, trả tiền. Các chị, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói chuyện, từ từ giải quyết có được không? Mọi người tránh ra một chút đi. Cho xe của tôi qua đã. Tôi phải về thành phố có việc gấp. Cô có trách thì trách lão Tôn này đi. Cho tới lúc lão Tôn trả tiền thì cô không được đi đâu hết. Hay là như vậy đi, nhà thiết kế Tiểu Lưu cứ lên xe trước, tôi sẽ giải quyết xong chuyện ngay. Có được không? Không trả tiền còn định đi đâu chứ? Tính ăn quỵt sao? Nào, chặn xe cho tôi. Dồn xe cho tôi. Dồn hết vào, tôi không cho đi đâu hết. Tiểu Lưu, chúng ta không về được thì phải làm sao? Đợi thêm một chút nữa xem. Trả tiền đi. Trả tiền cho chúng tôi đi. Nợ lâu lắm rồi. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tiêu Tiểu Quân. Alo, Tiêu Tiểu Quân. Lưu Đình, có chuyện gì vậy? Có người gây sự. Em bị kẹt ở một xưởng quần áo ngoài ngoại thành. Em không sao chứ? Em đợi anh ở đó, đừng đi đâu hết. Anh sẽ tới đón em ngay. Không phải chứ? Sao vậy? Hình như xe dở chứng rồi. Lại gặp đúng cái thời tiết này nữa. Cứ ngồi im đó, để anh xuống xem thử. Nè nè, bên ngoài mưa lớn lắm, anh đừng có đi, đừng có đi mà. Alo, Hải Bình. Alo. Cả buổi chiều anh bận quá, không nghe điện thoại của em. Không sao đâu, em định bảo anh tới đón em thôi. Vậy em đang ở đâu, anh tới đón. Mưa to quá. Không xong rồi, bánh xe bị hư rồi không đi được. Đang gọi điện cho ai đó. Anh thấy chúng ta phải gọi xe kéo thôi. Em ở đó chờ anh đi. Anh sẽ đi đón em. Alo, cứu hộ sao? Phải rồi, xe tôi bị hư bánh. Tôi đang ở... Đây là đâu chứ? Ở Vọng Kinh.
Hải Bình, em không sao chứ? Không sao. Chuyện này Hải Bình anh đừng hiểu lầm. Chuyện là hôm nay đúng lúc tôi gọi điện cho cô ấy, mới biết cô ấy xảy ra chút chuyện, vì vậy tôi đến đón. Quách Hải Bình tôi là loại người gì chứ? Tôi hẹn như vậy sao? Nhưng mà quả thật hôm nay phải cảm ơn cậu rồi, đã đi xa một chuyến, cảm ơn nha. Không có gì đâu. Vậy không có chuyện gì nữa, chúng tôi về trước đây. Được. Xe cậu hư rồi phải không? Hay là về chung đi, tôi đưa cậu về. Không cần đâu, không cần. Vừa nãy tôi đã gọi cho cứu hộ, sắp tới rồi. Vậy được, đi đi. Hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Cảm ơn. Hôm nào mời cậu ăn cơm. Được rồi, không cần khách khí. Nào, đi đi. Cảm ơn. Chào nha. Đi nha Tiểu Quân. Chào, có gì gọi điện sau nha. Đi trước đi. Hải Bình, anh đừng nghĩ nhiều về chuyện của ngày hôm nay nha. Em gọi điện cho anh, nhưng anh lại không nghe máy. Sau đó, đúng lúc Tiêu Tiểu Quân gọi đến, anh ấy cũng có lòng tốt mà thôi. Em không cần giải thích với anh đâu. Anh tin em. Em chỉ sợ anh hiểu lầm thôi. Hải Bình, em muốn anh biết rằng em bây giờ đã ở bên anh rồi. Vậy thì em sẽ không có suy nghĩ gì khác. Em hy vọng là anh đừng có đa nghi. Đồ ngốc. Anh hiểu em. Vậy thì anh phải hứa với em, không được nghĩ lung tung. Anh hứa. Thực ra hôm nay anh rất cảm động trước tấm lòng của Tiêu Tiểu Quân. Bây giờ anh nghĩ cư xử với người khác với thái độ như trước đây thật là đáng hối hận. Em nói thử xem, suy cho cùng cũng là bạn học với nhau lâu như vậy, cái ngành này cũng nhỏ thiệt đó. Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại thấy. Em nói xem, thêm bạn tốt hơn thêm thù mà, phải không? Bây giờ Tiểu Quân cũng tầm cỡ rồi. Chúng ta giới thiệu cho cậu ấy bạn gái đi. Một mình cậu ấy cũng cô đơn lắm. Được đó. Anh ấy cũng được mà. Được. Vậy thì anh sẽ tranh thủ thời gian để làm chuyện này. Mẹ, khi nào thì mới được ăn? Chỉ biết ăn thôi. Đình Đình, Hải Bình làm sao vậy? Có bữa cơm thôi sao lại gọi nhiều người vậy? Cậu ta dư tiền sao? Con cũng đâu có biết. Con gọi cho anh ấy thì không nghe máy. Thằng Bình muốn mời mọi người ăn cơm, nhưng mà khách tới rồi, cậu ta đâu chứ? Hôm nay nhiều người quá. Anh nói xem Quách Hải Bình đang giở trò gì. Chắc chắn là không có lòng tốt. Xin lỗi, để cho mọi người chờ lâu. Hôm nay mời mọi người tới đây một chuyến là chỉ muốn tuyên bố một chuyện. Tôi là Quách Hải Bình, mọi người đều biết rồi. Người con gái ở bàn bên kia chính là Lưu Đình, mọi người cũng biết rồi. Hôm nay tôi muốn cầu hôn cô ấy.
Đinh à, hôm nay anh nói những điều này chắc chắn là có chút đường đột, nhưng mà những lời này đã ở trong lòng của anh từ rất nhiều năm rồi. Nhớ năm anh 18 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em. Khi đó anh đã thề rằng anh nhất định phải lấy người con gái đó làm vợ, anh phải cho cô ấy hạnh phúc. Thực sự anh rất yêu em. Đã từng như vậy, bây giờ như vậy, sau này cũng như vậy. Cả cuộc đời, một đời một kiếp yêu em. Anh luôn yêu em như vậy, mãi mãi. Hôm nay anh gọi hết tất cả mọi người, người thân, bạn bè có ý nghĩa đặc biệt của hai chúng ta tới, chính là muốn để cho họ chứng kiến giây phút quan trọng nhất cuộc đời này của chúng ta. Sau đây tôi xin mời người bạn tốt nhất của tôi, Tiêu Tiểu Quân, chứng kiến tình yêu của tôi và Lưu Đình ngay tại đây. Tiêu Tiểu Quân, đừng có vội. Tiểu Quân là bạn từ thuở nhỏ của tôi, là bạn học cấp 3, cũng là người bạn tốt nhất của tôi. Nào Tiểu Quân, lên đây nói vài câu đi. Mọi người hãy vỗ tay cho cậu ấy đi. Nào, mời cậu. Con người của tôi từ nhỏ tới lớn không có văn hóa gì, cứ lên sân khấu là lại run. Lưu Đình và Hải Binh, cả ba chúng tôi cũng đều coi như là cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Một trai một gái thanh mai trúc mã. Lưu Đình năm đó là hoa khôi của trường tôi, rất nổi tiếng. Nam sinh theo đuổi cô ấy lúc nào cũng phải xếp hàng tới tích ngoài phố. Đương nhiên Hải Binh tuổi trẻ tài cao, phong lưu phóng khoáng, nên hôm nay ở đây có thể chứng kiến tình yêu của hai người, tôi cảm thấy rất vinh dự, vô cùng cảm động. Đúng là trai tài gái sắc, thật xứng đôi. Tôi chúc họ bạc đầu răng long, sớm sinh quý tử. Hôm nay cũng không biết là ngày trọng đại như vậy, ra ngoài cũng không chuẩn bị gì hết. Ở đây tôi có một tấm thẻ, bên trong có 100.000, coi như là tiền mừng cho hai người. Nào, cầm lấy. Cậu cầm đi, Tiểu Quân. Cậu tới là tôi vui rồi. Không không không, Tiểu Quân, quà này quá lớn rồi, chúng tôi không nhận được. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng nha, cảm ơn. Nam nữ phụ thủ bất thân, tôi không ôm đâu. Hay, hay lắm. Cảm ơn Tiểu Quân đã chứng kiến giây phút rất quan trọng của chúng tôi. Lưu Đình, lấy anh nha. Lấy đi, đồng ý đi. Phải đó, lấy đi. Phải rồi, lấy cậu ấy đi.